Dự án chỉnh trang bãi tắm công cộng Hồ Tràm đã và đang tạo ra diện mạo mới, văn minh sạch đẹp tại khu vực từng được xem là điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Ngay khi đi vào hoạt động trước Tết Nhâm Dần 2022, phố đi bộ và ẩm thực Hồ Tràm nhanh chóng trở thành điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân và du khách vào mỗi buổi tối. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong tối cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại tuyến phố đi bộ Hồ Tràm ở huyện Xuyên Mộc. Gia đình chị Minh Anh đến từ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang nghỉ dưỡng tại Melia Hồ Tràm đã tìm đến phố đi bộ Hồ Tràm vào buổi tối để thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng biển Xuyên Mộc. Lần thứ hai trở lại biển Xuyên Mộc chỉ cách vài tháng, chị Minh Anh cùng các thành viên trong gia đình hết sức bất ngờ trước sự đổi thay ngoạn mục về cảnh quan, môi trường, dịch vụ ăn uống nơi bãi tắm công cộng Hồ Tràm. Quay lại thì em thấy nó khác nhiều quá, tại vì hồ đó là đồ ăn ở dưới này với lại nó còn hoang sơ, còn giờ thì nó thành khu du lịch rồi, em thấy nó đẹp và nó đông hơn. Hồi đó là buổi tối thì đa số không có người á. Trong đêm cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, đông đảo người dân và du khách vẫn đổ về phố đi bộ và ẩm thực Hồ Tràm. Lượng khách đông khiến hàng quán hai bên phố hoạt động hết công suất đến tận khuya. Không chỉ đến đây ăn uống, nhiều du khách còn đến đây để tản bộ, hóng gió biển. Dạ, khách rất là đông, rất là nhộn nhịp, là phục vụ cũng hết công sức luôn, nhưng mà cũng cố gắng là phục vụ cho khách đầy đủ, chu đáo. Qua Tết thì có đi Vũng Tàu rồi giờ ghé xuống đây thì thấy ở đây là cảnh quan thiên nhiên, còn cây cối còn nhiều, cái đồ ăn cũng ngon, giá cả thấy rẻ hơn ở trên phía cũng Vũng Tàu nhiều. Tới đây nếu mà có dịp thời gian rảnh thì sẽ ghé lại đây chơi để tham quan mấy chỗ resort. Tại vì hôm nay đi thì đặt resort rồi kín hết rồi, không có. Vẫn còn phải hoàn thiện về hạ tầng, cảnh quan, các dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao ở những điểm du lịch công cộng. Song có thể thấy những thay đổi tích cực từ bãi tắm công cộng Hồ Tràm càng khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền huyện Xuyên Mộc đúng hướng, bước đầu mang lại thành quả, nhiều ý nghĩa về kinh tế lẫn xã hội. Thành quả này tạo tiền đề cho du lịch đêm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, đúng mức hơn.